Những ngày này, các trường học trên địa bàn thành phố đã nỗ lực vận động mọi nguồn lực để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, giúp học sinh, giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh đón một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn. Ghi nhận từ quận Ngũ Hành Sơn. Những ngày cận Tết, cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm dẫn học sinh đi chọn quần áo mới. Đã từ nhiều năm nay, các cô giáo của nhà trường đã cùng nhau lập một quỹ nhỏ để hỗ trợ cho những em học sinh khó khăn, mồ côi mẹ, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Những tấm áo mới, những lời động viên chân tình giúp cho các em phần nào nguôi đi nỗi trống vắng. Thì cuối năm, thì gần Tết cái thì sẽ hỗ trợ cho các cháu được lựa chọn áo quần Tết. Còn đầu năm học thì sẽ hỗ trợ sách vở, thì trên tinh thần cái quỹ sách cũ của nhà trường thì sẽ sửa soạn lại cho một cái bộ sách nó tươm tắt. Nhưng mà xuyên suốt cả cái quá trình đó, chủ yếu là chúng tôi sẽ hỗ trợ về tinh thần, sẽ động viên, chia sẻ để cho các cháu cảm thấy yên tâm, cảm thấy được yêu thương. Những năm trước đây, mỗi dịp Tết đến, các trường học thường tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ để giúp học trò. Năm nay dịch bệnh khiến số hộ nghèo tăng lên, việc quyên góp gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy điều kiện thực tế, bộ trường đã kêu gọi các cá nhân tổ chức chung tay hỗ trợ để học trò có một cái Tết đủ đầy hơn. Hình thức trao tặng cũng diễn ra linh động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thì nhà trường cũng cố gắng vận động các nguồn quỹ học bổng để hỗ trợ cho các em vui Tết. Thì về mặt giá trị nó không nhiều, mỗi phần quà trị giá từ 500 đến 1 triệu đồng. Nhưng đây là cố gắng chung của nhà trường để góp phần tạo một cái Tết an vui cho các em học sinh khó khăn. Trong dịp Tết năm nay thì nhà trường đã hỗ trợ em rất nhiều, là trong những là nhà trường đã hỗ trợ em là trong việc mua những cuốn sách nâng cao toán cho em học và cũng mua những đồ Tết trước cho em và em cảm thấy rất vui. Ngoài hỗ trợ các em học sinh nghèo, các trường học cũng dành sự quan tâm đến giáo viên, chia sẻ phần nào những khó khăn của các thầy cô trong cuộc sống. Đợt vừa rồi, đời sống của giáo viên rất là khó khăn, chồng thất nghiệp, giáo viên thì không có lương. Nhưng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường, động viên tinh thần và vật chất cho cán bộ giáo viên của chúng tôi. Trước đó, từ tháng 12 năm 2021, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào Xuân yêu thương Tết sum vầy năm 2022 đến các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Những phần quà trao tay, góp phần động viên tinh thần chia sẻ cùng công chức viên chức người lao động, học sinh, học viên có một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc.